Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo thành phố về đề án đầu tư xây dựng sân vận động Hàng Đẫy. Thành phố quyết định mở rộng diện tích sân vận động sang nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, khu huấn luyện vận động viên thành tích cao Hà Nội để tạo thành khu liên hợp thể thao đồng bộ hiện đại. Diện tích hầm để xe của sân vận động được mở rộng sang khu vực đường Trịnh Hoài Đức. Trụ sở, kế hoạch và đầu tư sẽ được di dời để bổ sung diện tích giao thông, bãi đỗ xe, kết hợp thương mại dịch vụ, tạo không gian kiến trúc, cảnh quan cho sân vận động. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, đơn vị liên quan thực hiện đề án trên.